Xin chào tất cả các bác quay trở lại với kênh của Quang Thắng Camera. Hôm nay em lại giới thiệu với các bác một mẫu mới ra. Mẫu này mới ra thành các bác nha. Bọc dưới bóng lùa này các bác ạ. Mẫu này là mẫu H6, phiên bản thay thế cho C6 4B2K+. Và đây là phiên bản H6 3K. Đây các bác nhá. Đọc để ý này. Đây là phiên bản H6 3K và có độ phân giải là 5 megapixel. Một cái độ phân giải cao nhất của cam trong nhà. Bên EZVIT vừa mới được tung ra thị trường các bác nhá. Khui hộp của em nó ra thì về cái này thì nó không có cái gì khác biệt các bác ạ. Ngoài bên trong là nó cũng có giấy để quét mã vạch, giấy đọc và hướng dẫn. Thứ hai nữa là nó có hộp mà trong đây là đựng nguồn và vẫn là dòng chân đế của gắn như kiểu C6 các bác nhé, như kiểu C6N hoặc là các cái mã treo trong nhà 360 độ. Vẫn chạy nguồn 5V. Chúng ta cùng đi vào cái thiết kế của nó nha. Không khác gì cái mã C6 các bạn, chỉ có mỗi chân cắm hay là chân tai xi thôi. Xem, để ý xem. Chân cắm cổng nan vẫn được giữ nguyên này. Này, trụ quay quét 360 độ. Và cái phần loa của nó là ở phía sau. Hai cái nỗ ở bên cạnh đây là hai cái nỗ của micro kép. Phần phía bên dưới thì là chỗ khay cắm thẻ nhớ và nút reset. Về cái phần khi mà quay về cái chế độ ngủ của cái con cam này thì nó đã được bị bỏ đi hai cái chấm như kiểu hình hàng con mắt đấy của bên mã C6 rồi. Nói chung là về thiết kế thì nó cũng không có gì khác, nó chỉ có một số cái thay đổi nhỏ vậy thôi. Riêng về cái độ phân giải thì nó được nâng lên là từ 4M lên 5M và từ 2K cộng lên thành 3K. Ok, giờ lần lượt ta đi vào các tính năng chính của con camera này các bác nhá. Với cái hệ thống chân đế của nó như này các bạn, thì cái khả năng gắn vào tường của nó là nó sẽ không gắn được ngang tường nhá. Như thế này thì các bác chỉ được gắn được ở trên trần thôi, không thể gắn vào ngang tường được. Gắn ngang tường thì thật sự là không thể quay đâu được. Đấy, gắn ngang tường thì thật sự không thể quay đâu được các bạn. Đây, ví dụ gắn ngang tường đây thì quay. Đấy, con này nó có cái điểm yếu vậy. Nhưng không sao, cái điểm yếu này nó đã khắc phục được bằng cái chân đế chữ L. Đó là chân đế gắn ngang tường rồi các bác nhá. Đó, thì là gắn con cam vào thì nó sẽ như này. Đấy, chờ các bác gắn vào tường thoải mái, không vấn đề gì cả. Có điểm yếu nào của nhà sản xuất thì bên phụ kiện gia công người ta đã bù đắp hết rồi. Các bác cũng không phải lo lắng gì cả nhé. Hệ thống loa này thì nắp nó sẽ quay ở phía trong tường. Đèn báo nguồn các bác nhé, đèn báo nguồn màu xanh. Đấy, thứ hai là hai cái mic ở bên đây, đây là hai cái nỗ của mic. Bởi con này nó là dòng micro kép, là cái tính năng rất đặc biệt ở trên con cam này, và cái con cam này nó chỉ đáng tiền khi có cái micro kép này và chỉ có giá trị khi có cái cặp micro kép này thôi các bác nhé. Lát nữa em sẽ nói về thêm về cái tính năng này sau. Về cái khả năng quay quét của nó thì motor của nó khá là mượt đấy, và cái độ dơ của nó ít, motor quay khá là êm nhé. Mã này thì nó chỉ lắp được ở trong nhà thôi nhé các bác nhé. Các bác không đừng mang con này ra ngoài trời, mang con này ra ngoài trời nó mất đi đấy. Con này nó chỉ chạy được ở trong nhà thôi. Đối với tất cả những cái mã mà nó có cái cổng nan mà gắn liền trên thân cam này thì đều không lắp được ở ngoài trời và đều không chịu được mưa nắng. Nước mưa vào con này thì nào mất đi các bác nhé. Các bác nhớ chú ý kỹ cho em đấy. Giờ chúng ta cùng đi vào các tính năng chính nha các bác nhé. Thứ nhất là về cái độ phân giải 3K 5 megapixel, thì trên thực tế các bác nhìn video em đăng đây thì em cũng hơi thất vọng về cái độ phân giải của con này. Nó tuy nó 5 megapixel và có độ phân giải 3K nhưng mà phải nói thật là nó không bằng cái mã 4 megapixel và 2K cộng đâu các bác. Hình ảnh thua xa con đấy. Nhưng bù lại cái độ phân giải này đấy thì con cam này nó được tích hợp cái công nghệ Starlight rồi, cho nên là cái hình ảnh nhìn ban đêm hồng ngoại của nó sắc, rất là sắc nét và rất là sáng các bác nhá. Về cái khoản con này mà nắp hồng ngoại mà nắp trong nhà thì quá phù hợp. Đôi khi là các bác nắp ở trong nhà đấy, một con có màu ban đêm thì nó cũng không phù hợp, bởi vì khi con người đi, người ra, người vào thì đèn nó cứ bật sáng lên thì nó cũng hơi bất tiện. Nhưng mà riêng con này thì nó sẽ không có cái tính năng có màu ban đêm, nhưng mà bù lại đấy, nó khả năng đèn hồng ngoại của nó cực kỳ thì sáng và sắc nét. Các bác xem cái video của em ở bên trên này thì các bác thấy rất ok, không thể chê đâu được. Qua cái điểm yếu này thì nó lại có cái điểm mạnh khác nha các bác nhé. Với khả năng tích hợp nhiều tính năng thông minh như là nhận dạng hành động với tay khắc nạ hoặc là âm thanh lớn đột ngột và gọi tới điện thoại di động, thì ở cái tính năng với tay khởi tạo cuộc gọi này
không hiểu là cái tính năng với tay khởi tạo của vợ trên cái mã này của nó như thế nào, nhưng mà em vẫy tay mỏi tay rồi em reset, em cài lại cam các thứ rồi em vẫy chán rồi vẫy mỏi tay gãy gãy cả cổ tay rồi mà nó chả gọi lại cho mình khi nào cả. Đấy, các bác phải xem lại cái vấn đề của trên cam này, không biết là cái con cam của em nó bị lỗi hay sao, có nhiều khả năng là nó do phần mềm nó chưa được cập nhật chỉnh sửa lên, hoặc là nó lỗi một cái phần gì đó, hoặc là cái con cam này của em nó lỗi. Thì cái vấn đề này các bác cũng lưu ý để ý cho em nhé. Nếu bác nào mà quan tâm, thực sự quan tâm đến cái vấn đề là vẫy tay khởi tạo cuộc gọi, thì các bác phải nên thử trước rồi hãng mua các bác nhé. Tiếp theo đó là cái tính năng bám theo đối tượng, có nghĩa là tự động bám theo người khi mà đi vào cái vùng hoạt động của camera. Thì cái tính năng này nó cũng có nhiều ở trên một số các cái con cam khác rồi, cho nên em cũng không nói nhiều. Thì ở trên cái con cam này nó cũng có các bác nhé. Về cái chức năng mà tin nhắn báo về cái điện thoại của mình ấy, thì con cam này nó hơn một số các cái mã cam khác. Nó là cái nó có cái tính năng là khi các bác di chuyển cái đồ vật mà khỏi trong cái tầm quan sát của cái con cam ấy, thì nó cũng sẽ báo về cái điện thoại của mình. Cái khi các bác bật cái tính năng phát hiện thú cưng đấy, thì cam này nó sẽ gửi tin nhắn về cho các bác. Ví dụ như là có thú cưng chạy nhảy trong nhà, hoặc là cái đồ vật được di chuyển khỏi cái vị trí khác ở trong nhà, hoặc là một cái tính năng phát hiện âm thanh bất thường ở trên con cam này nó cũng rất là hay. Thì các bác bật cái tính năng này lên, thì cái tính năng cảnh báo âm thanh bất thường này, ví dụ con nhỏ khóc, hoặc là có một cái vật gì đó nó phát ra một cái tiếng gì âm thanh tiếng lớn ấy, thì nó cũng sẽ cảnh báo về điện thoại các bác để các bác có thể biết được rằng ở nhà mình nó có cái chuyện gì xảy ra. Đây là một cái tính năng nó cũng rất là hữu ích. Một tính năng cũng khá là hay, cái tính năng là ghi nhớ các cái góc quan sát ở trong trong cái phạm vi nhà của mình. Nó có nhiều cái góc cần quan sát, thì ở đây camera nó có ghi nhớ các cái góc quan sát, thì các bác chỉ việc là vào trong cái mục cài đặt của nó, cài đặt PTZ ấy. Và cái mục cài đặt PTZ này các bác ghi lại các góc, sau đó là các bác chỉ cần vào cái mục lưu trữ của nó đấy, cần cam quay vào cái góc nào các bác chỉ cần bấm vào các vị trí đó là các bác cam nó sẽ tự động nó quay ra cái chỗ đó luôn, mà không cần phải chỉnh chiếc các thứ làm gì cho mệt người. Một điểm tiếp theo nữa đó là khả năng kết nối wifi không dây hoặc là kéo dây màng nan. Thì đối với con này em chưa test thử với 5G, nhưng mà con này nó có hỗ trợ 5G các bác nhé, hỗ trợ kết nối với wifi băng tần 5GHz. Nhưng mà đa phần thì chúng ta cũng nên kết nối với nó với băng tần 2.4GHz thôi, bởi vì cái băng tần 5GHz là nó sẽ phát không được xa, mà cái vị trí con cam mà nắp nó không được gần với vị trí của con wifi đấy thì là lại dở hơi các bạn. Cho nên là tốt nhất là các bác cứ nắp cứ cài đặt cho nó trên băng tần 2.4G cho em cho nó an tâm nha các bác nhé. Với khả năng chống ngược sáng thì nó được tích hợp luôn ở trên cái con cam này rồi, mà nó sẽ không cho phép mình chỉnh sửa như là một số các cái mã cam khác. Như một số các mã khác là các bác vào một cài đặt hình ảnh nâng cao ấy, các bác sẽ chỉnh được một số các cái vị trí sang phải, sang trái hoặc trung tâm của cái chế độ chống ngược sáng của nó. Nhưng con này thì nó sẽ không có các bác nhé. Đây cũng là một cái điểm hạn chế của nó. Con cam này cũng được tích hợp chế độ ngủ các bác nhé. Chế độ ngủ là một cái chế độ mà khi mà chúng ta không cần dùng đến chiếc cam nữa và bảo vệ cái sự riêng tư của gia đình, thì cái chế độ ngủ mà được bật lên. Và nói đi nói lại ở đây thì cái tính năng quan trọng nhất ở trên cái con cam này, và cái tính năng đáng tiền nhất ở trên cái con cam này, nó chính là cái tính năng thoại hai chiều và khả năng ghi âm. Với cái micro cap thì cái con này nó sẽ là vua ở trong tất cả các cái loại cam trong nhà hay ngoài trời của EZVIT lẫn của iMau, đều không thể qua mặt được nó các bác nhé. Với cái khả năng nó khử tiếng ồn. Cái xe đấy là con để ở đây ra nào. Cái xe đấy là bà để cho con ạ à? Hay như nào? Của bà. Con buộc của bà. Được. Hay là bây giờ bà đang bảo bà để cho con cái xe đấy, thì bà mua một cái xe tàng tàng khác để bà đi. Không. Thì ý con này con thích mua xe mới hay là thích lấy xe đấy thôi? Mua xe mới thì cũng được, mà đi xe đấy thì tiết kiệm cuối tiền đấy. Tiết kiệm được chỗ gì? Thôi đi xe cũ thì được, nhà nghèo mà đi xe cũ. Và ghi lại cái âm thanh nó rất là rõ và trong. Thứ hai là cái cuộc đàm thoại hai chiều ấy, nghe rất là rõ và nó không bị lẫn nhiều tạp âm ấy. Cái điểm 10 duy nhất ở trên cái con cam này chính là cái khả năng thoại hai chiều và khả năng ghi âm của nó. Đáng tiền hay không đáng tiền ở trên con cam này nó cũng chính là cái tính năng này. Với bộ micro cap thì các bác sẵn sàng xuống tiền cho em con này đi.
con này lắp trong nhà thì tuyệt vời, không phải chê vào đâu được. Nhất là đối với nhà có con nhỏ hoặc là các cụ già ở trong nhà, thì với cái khả năng mà nghe rõ âm thanh, hoặc là các bác có thể lắp ở con cam này ở các cái quầy thu ngân, thứ nhất là nó ghi được hình ảnh sắc nét, và thứ hai là nó sẽ ghi được cái âm thanh, cái cuộc nói chuyện giao dịch của mình đối với khách hàng, để trong cái trường hợp có nhầm lẫn thì mình có thể xem lại được, và chất lượng cái cuộc nói chuyện của mình nó sẽ rõ ràng, để đối chất với khách hàng nó sẽ ok hơn các bác nhé. Ok, một lần nữa em xin cảm ơn tất cả các bác đã theo dõi cái video của em. Và nếu các bác thấy video này khá hay và hữu ích cho các bác trong cái việc lựa chọn các cái mã camera cho gia đình nhà mình ấy, thì các bác cho em một like và một đăng ký kênh hoặc là một chia sẻ để động viên em ra được thật nhiều các cái video sắp tới, để có cho các bác có thêm nhiều cái sự lựa chọn về các cái dòng camera trong ngôi nhà thân yêu của mình nhá. Ok, xin chào các bác, hẹn gặp lại các bác ở các video tiếp theo. Bye bye.